Hello, xin chào các đồng chí, anh chị và các bạn thân mến của Lợi Minh. Hôm nay chiều thứ Bảy, Bắc Mỹ Mountain Time. Ở Việt Nam hôm nay là sáng Chủ nhật. Ở Việt Nam cuối tuần thì rất là vui. Tôi thấy ở Việt Nam cuộc sống rất là nhộn nhịp. Mặc dù bệnh dịch xảy ra nhưng mà người dân vẫn rất là hân hoan. Chào anh chị các bạn trong diễn đàn. Thì Mỹ thì hôm nay cái số người chết nó đã vượt lên sắp sửa tới 90.000 rồi. Đã 90.000 người rồi. 100.000 người thì tôi nghĩ rằng nó sẽ tới. Cái số người bệnh nhiễm và nhiều một số tiểu bang bên Mỹ nó cũng đã bắt đầu mở cửa để cho người dân hoạt động thương mại. Tại Arizona hôm nay là ngày cuối cùng mà tiểu bang dỡ bỏ lệnh cấm người dân ra ngoài, thì đã dỡ bỏ hoàn toàn hết. Coi như là hôm nay là cái ngày bên Arizona là cuộc sống hoạt động trở lại bình thường. Đó là thống đốc họ ban là cái lệnh tất cả các cửa tiệm, nhà hàng và mọi nơi đều mở cửa bình thường lại hôm nay. Những nơi vui chơi bắt đầu là cũng đã mở cửa, chợ búa rồi cũng bình thường vậy. Nhưng mà có cái trong lúc mùa dịch này năm nay, kỳ này ở bên Mỹ thì vấn đề lạm phát về thực phẩm rất là cao. Đây là một cái vấn đề cũng không có được khả quan lắm. Nó gây nên những cái đời sống của người ta rất là khó khăn. Đó là tình hình của nước Mỹ. Còn hôm nay thì nói chung giờ mình chia sẻ một cái đề tài là hôm nay là mình có vào Facebook thì có một số anh em tag mình vào cái trang Facebook của ông Lưu Bình Nhưỡng gì đó. Ông này lúc trước mình cũng có vào, mình cũng phản biện, lần này vào lại không phản biện được. Những cái tin tức ông đưa lên trên mạng mình thấy không có rõ ràng là một người đại diện cho công chúng mà mở trang Facebook mà không dám mở ra cho những người khác người ta phản biện. Vậy thì thôi mở làm gì, lên đó nói kiểu một chiều, nói thì để đi tìm những cái người nào đó họ vô đó họ ca mình, họ tăng bốc mình, họ ủng hộ mình. Thì tôi thấy ông Lưu Bình Nhưỡng này rất là lạ kỳ. Có người cho rằng là cái Facebook đó là Facebook giả, Facebook không phải của ông Lưu Bình Nhưỡng. Nếu ông là một người Lưu Bình Nhưỡng thì có những người khác, tại sao mà ông để người khác giả nick, giả tên ông ở tào lao. Ông phải đính chính rồi, ông phải biện hộ cái việc gì đúng, cái Facebook của ông thật hay giả. Tôi không tin là giả, lợi dụng cái dân chủ của Việt Nam lên đó rồi lấy những cái nick, cái tên Lưu Bình Nhưỡng này, Lưu Bình Nhưỡng nọ để đặng mà đưa những cái thông tin nó lệch lạc. Những cái câu chuyện xảy ra trong một cái đất nước xã hội, những cái nan đề, một người mà đi đại diện cho một cái khu vực, một cái người mà trong quốc hội như vậy, cái tư cách nó không có, lên đó đưa toàn là những cái tin mà nó không ra cái ôn gì hết. Vậy thì đi vô trong quốc hội làm cái gì? Tôi không hiểu mấy cái hạng người này. Tôi thấy cái ông này cần phải tự mình nên gọi là từ chức, đi về đi bán vé số. Nên đi bán vé số nó còn có cái ý nghĩa của cái cuộc sống hơn. Chứ một người gì mà đi làm trong quốc hội mà lên mạng lấy cái tên Facebook của mình Lưu Bình Nhưỡng rồi đi viết những cái thông tin rất là trẻ con trong cái đó viết mà chỉ để người ta bấm like thôi và share thôi, mà không để cho người ta phản biện lại những cái sự việc của ông Lưu Bình Nhưỡng đưa ra. Nó không có đúng, nó không có chính chắn. Rất là tôi thấy một cái người như vậy cái tư cách nó cũng không có mà lại phải đi đại diện cho cả một cái số đông vậy thì quá ư là tồi tệ, nó khủng khiếp. Tôi thấy ông Lưu Bình Nhưỡng này bị cái gì có vấn đề. Vấn đề của ổng bị làm sao đấy. thì tôi thấy cũng hơi bức xúc, cho nên chia sẻ lên trên cái live hôm nay. Hy vọng là ông ấy sẽ mở cái Facebook của ông ta ra cho trong cái vấn đề mà công cộng để người ta phản biện. Chứ mà đi một người đại diện cho một cái thị trấn nào đó mà lên mạng sử dụng Facebook hoạt động mà cái kiểu mà nó không có đúng theo một cái tinh thần dân chủ mà của Việt Nam hiện nay đang có, nó rất là tồi tệ. Ông này ông bị cái gì quan tưởng đến một cái sự nó không thể nào mà diễn tả ra hết được. Đưa toàn là những tin tức không ra hồn vía gì hết, thế mà vẫn còn ngồi ở trong quốc hội mà là cứ quan hãy thấy có chuyện gì chỗ nào là nhảy vô là bắt đầu kiếm view, kiếm like. Bởi vì đất nước mình nhiều khi tôi thấy rất là tội nghiệp cho những người ta phải dày công xây dựng phát triển đất nước, còn những cái thứ loại như ông Lưu Bình Nhưỡng này thì tôi nói nó tồi tệ dã man. Biết bao nhiêu công sức của những người khác phải xây dựng cho đất nước ngày một tốt hơn, họ phải tìm đủ mọi cách, ngoại giao với lại những cái quốc gia khác để tìm cái nguồn kinh tế cho người dân để họ có cuộc sống tốt hơn trong một cái đất nước xã hội. Những người mà lãnh đạo về bên an ninh trật tự, người ta cũng phải tìm những cái phương án nào để giải quyết những cái mâu thuẫn trong một cái xã hội đang phát triển đổi mới. Mà trong khi đó cái tên Lưu Bình Nhưỡng này lại lên mạng thì ảo tưởng, sử dụng Facebook để tuyên truyền những cái sự mà báo chí nó đưa ra chưa có rõ ràng ra đâu ra đó về những cái mô hình xã hội mà dân sự hiện nay, giai cấp giàu nghèo trong một cái đất nước. Cho đó là một cái điều mà gần như là đổ lỗi tại vì cái cơ chế, là tại vì những cái người dân trong nước. Ngay cả đưa một cái tấm hình của một ông già ốm o gầy mòn, nghèo khổ, than vãn trách móc. Nếu mà ông Lưu Bình Nhưỡng thấy điều đó là sai trái với đạo lý con người thì tại sao bản thân mình không bán tài sản ra của mình ra đi, mình hay là đi bán vé số rồi về giúp ông đó để nuôi ông đó, mà lại sử dụng mạng Facebook để đặng mà than vãn bảo rằng tại sao một cái thành phố văn minh như thành phố Hồ Chí Minh mà không lo được cho một người như vậy. Tôi thấy tào lao, đạo đức giả. Cái đó là đạo đức giả, nó giả dối. Ngày xưa ông Phật Thích Ca, ổng là một hoàng thái tử, mà khi ổng đi ra ngoài khỏi thành, ổng thấy con người ta sanh lão bệnh tử rồi tàn tật nghèo khổ, ổng mới đi tìm một con đường để giải thoát cho những người đó, để họ có cái đời sống nó ổn định hơn. Tại sao ông Lưu Bình Nhưỡng này không đi bán vé số, đi bán vé số rồi kiếm tiền rồi đem ông lão đó về nuôi, thay vì lên mạng rồi vừa sử dụng Facebook. Con Mỹ đứng khác bên đường nó đang xin ăn, bạn thấy tội nghiệp không? Đây tôi quay để coi. Rất là tội nghiệp, các bạn thấy không? Không biết thấy không? Tôi cũng dám quay. Như thấy hả? Anh chị em các bạn thấy ở xã hội Mỹ, con người ta nước Mỹ đấy. Đang nói chuyển đề tài đi. Ở đâu cũng có người khổ, cái này một cái xã hội Mỹ mà cũng có cái người khổ. Ông Lưu Bình Nhưỡng thấy đó, ở cái xã hội Mỹ có những người họ còn ốm, họ bơ thừa sữa cặn nó đầy đủ hết mà còn ốm nhôm ốm nhách, mà đứng ở đầu đường xó chợ trong những cái túp liều che tạm bợ, chứ đâu phải riêng giữa Việt Nam đâu. Đi ra đường thấy tin tức người ta chụp hình, thấy cái gì đó ở trong một cái xã hội đất nước Việt Nam là bắt đầu ngồi đó than vãn tại sao một cái cơ chế hay một cái hay là một cái thị trấn nào đó không lo cho người đó, tại sao bản thân mình không làm mà mình lên trên mạng dùng Facebook để kêu riêu tồi tệ. Một cái người mà đi làm trong quốc hội như vậy thì nó quá tồi tệ, nó tồi tệ một cách dã man, nó tồi tệ khủng khiếp. Tôi thấy đáng tiếc cho cái ông Lưu Bình Nhưỡng này. Những con người như vậy các bạn thấy họ là những cái viên gạch cản đường để trong cái sự phát triển của đất nước. Mấy ông này hy vọng là nhà nước Việt Nam có một cái chủ trương nào đó cho họ đi qua Mỹ ở. Tôi nghĩ mấy ông nào ngồi trong nước và làm việc trong những cơ quan nhà nước mà cứ ngồi đó than trách đó, đẩy hết qua Mỹ. Cần phải cho mấy ông đi du lịch qua trước, qua thử tay nghề. Cho qua chừng tháng nha, là hiểu được cái xã hội nó như thế nào. Cho xuống mấy chỗ mấy thằng homeless, mấy chỗ mà dân nghèo, mẹ ơi, để bữa nào tôi rảnh tôi đi xuống mấy cái chỗ mà dân nghèo nó ở kìa. Tôi nói anh chị các bạn, trời lúc này là trời nóng nè, mẹ ơi, nó ở mình mấy nhà cửa của nó rác rến, nó lắm mem lắm muốt, nhìn mà không thể nào tưởng tượng nổi luôn. Các bạn đi ra chợ hàng cá ở Việt Nam cái gì còn sạch sẽ hơn cái chỗ mấy người này họ ở nữa đó. Đây để bữa nào tôi rảnh tôi đi xuống để tôi like anh chị các bạn. Nhưng mà vô cái khu này mình like mình phải giấu cái máy đúng không? Thì khi mình không muốn làm là đem cái đau thương của người ta ra thành một cái vấn đề chính trị để mình đưa lên mạng đúng không? Anh chị em thấy tôi mà quay máy trở ra, anh chị em thấy mấy cái vùng ngoài này nè, mấy vùng ngoài này là vùng ngoại ô nè. Tôi đang đi kéo tàu đi câu cá, một lát nữa ra ngoài tôi sẽ phất cờ bay. Mấy hôm rồi ghiền rồi, là trời bắt đầu nóng lên rồi. Bữa nay nóng, với lại Arizona nó mở cửa, những cái nơi công cộng nó mở cửa. Thật ra ở Mỹ này tôi nói những cái xã hội dân sự như vậy đâu có ai trách móc ai đâu, người nào giúp được thì giúp à. Ví dụ như ngay cả mấy thằng dân biểu hay làm trong quốc hội của tiểu bang hay liên bang vậy đó, ai giúp được giúp à. Xã hội nó vậy đó. Còn mấy ta thành phần mà quan chức thì nó làm được gì nó làm à, chứ không phải như cái tên ông Lưu Bình Nhưỡng này cứ đem những cái nan đề của một cái xã hội ra cứ là đánh đồng, rồi cứ kiểu như làm giống như là dùng cái đó giống như cái liều thuốc phiện để ru ngủ lừa những cái người mà họ không có nắm rõ về những cái tình hình chính trị xã hội đất nước của Việt Nam nói chung và cộng đồng thế giới nói riêng, của Việt Nam nói riêng, của cộng đồng thế giới nói chung. Mình sửa lại đính chính. Thì các bạn thấy, tôi thấy cái ông Lưu Bình Nhưỡng này, mình tất cái là mình vô diễn đàn ông mình phản biện không được. Hồi lúc trước tôi vô tôi phản biện được, có trước cũng có người thác tôi vào tôi phản biện được với ổng. Tôi kêu ổng đưa ra bằng chứng những cái mà ổng lên án về một cái mô hình xã hội, những cái mà ổng cho đó là sai trái trong một cơ chế. Đéo đưa được cái bằng chứng nào cả, toàn là lên bóc phét kiểu mà bất mãn một cái cơ chế. Khi ổng cũng là một cái ông nghị, cũng là một người làm trong quốc hội, tại sao mình không bằng ai đó, nhìn qua sao mấy ông kia sao lại khá hơn mình.